Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là phần tin dự báo mưa vừa, mưa to ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, tin cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Thưa các bạn, từ đêm qua và ngày hôm nay, ở tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông ở diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ hôm qua cho đến 15 giờ hôm nay có nơi đạt trên 100mm như là ở Lục Yên, Yên Bái là 127mm, Gia Phố, Lào Cai 113,4mm, Minh Quang, Vĩnh Phúc 212,2mm, Bảo Lộc, Lâm Đồng 166,2mm, Hà Mòn, Kon Tum 107,6mm và Pleiku, Gia Lai là 112mm. Do giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc và nối với vùng áp thấp ở trên biển Đông, cho nên mưa dông sẽ mở rộng và tăng thêm. Từ chiều tối và tối hôm nay, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục dịch chuyển chậm xuống phía Nam, suy yếu chậm và rút chậm ra phía Đông. Dự báo từ chiều tối hôm nay cho đến chiều tối ngày kia, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến từ khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian xảy ra mưa lớn sẽ thường tập trung vào khoảng chiều và tối. Từ đêm hôm nay cho đến ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Từ khoảng đêm ngày mai cho đến khoảng ngày 13, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Quý vị và các bạn cũng đề phòng nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi và hiện tượng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn sẽ gây ra ngập úng ở các đô thị. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Sau đây sẽ là tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc là dòng chảy ở trên khu vực tỉnh Bắc Cạn. Trong 6 giờ vừa qua, ở khu vực tỉnh Bắc Cạn đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 9 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay ở Quảng Bạch là 75,2mm. Cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, ở tại khu vực trên vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ khoảng 40-60mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ cao trong khoảng 6 giờ tới sẽ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, nguy cơ sạt lở đất ở các sườn dốc ở tại huyện Chợ Đồn của Bắc Cạn. Tiếp theo sẽ là tin cập nhật mới nhất về vùng áp thấp 99W trên Biển Đông có thể mạnh lên ở trên vịnh Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 16 giờ chiều nay, vị trí trung tâm của vùng áp thấp 99W ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, nằm ngay trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Dự báo trong đêm nay, vùng thấp này sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Khi nó hoạt động trong vịnh Bắc Bộ, áp thấp 99W có khả năng sẽ mạnh lên. Theo các chuyên gia, 99W này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới do nhiệt độ bề mặt biển trong vịnh đang rất ấm và có độ đứt gió nhỏ. Cảnh báo các tàu thuyền hoạt động cần phải chú ý đề phòng. Hiện khả năng khá cao là nó sẽ đi sát biên giới giữa nước ta và Trung Quốc, cho nên sẽ xảy ra mưa tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vùng ven biển từ Quảng Ninh cho đến Thanh Hóa bắt đầu từ đêm nay hoặc là rạng sáng mai, và có khả năng kéo dài đến khoảng 3 ngày tới, có mưa khá to. Có một khả năng nữa có thể xảy ra, đó là vùng thấp 99W này có thể sẽ bị kéo ra ngoài vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Do có một cơn bão ở trên vùng biển Philippines nên có thể diễn biến mưa ở trong những ngày tới sẽ rất là phức tạp. Vì nó cơn bão ở bên vùng biển Philippines hút áp thấp thì khả năng cao sẽ là không có mưa, còn nếu không xảy ra tương tác gần thì gần như chắc chắn là sẽ có mưa và mưa sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Tiếp theo sẽ là tin cập nhật mới nhất về cơn bão ở khu vực biển phía đông, miền trung Philippines mà chúng tôi vừa nói đến.
Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới ở khu vực biển phía đông miền trung Philippines mà chúng tôi nói đến trong những bản tin trước nay đã mạnh lên thành bão. Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí trung tâm của bão ở vào khoảng 14 độ vĩ bắc, 133,2 độ kinh đông, cách miền trung Philippines khoảng 850 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm bão khoảng 80 km/h. Dự báo trong khoảng 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng sẽ mạnh thêm. Đến khoảng 16 giờ ngày mai, vị trí trung tâm của bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ Bắc, 131,4 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 950 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm bão mạnh khoảng 80 đến 90 km/h. Dự báo trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng sẽ mạnh thêm. Đến khoảng 16 giờ ngày kia, vị trí trung tâm của bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 129,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 670 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm bão khoảng từ 100 đến 120 km/h. Dự báo trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Nhưng ngay sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có xu hướng bám sát theo bờ biển Luzon của Philippines, tiếp tục mạnh thêm và vẫn để ngỏ khả năng cơn bão này đổi hướng đi vào Biển Đông. Như vậy là để tránh bị động, quý vị và bà con, đặc biệt là bà con ngư dân, cần chú ý theo dõi sát sao những thông tin thời tiết ở trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi sẽ theo dõi, cập nhật chi tiết và gửi đến quý vị và các bạn diễn biến của những cơn bão này sớm nhất trong những bản tin hàng ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp theo sẽ là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh ở trên biển. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng từ 17 đến 19 độ vĩ Bắc, nối với vùng thấp ở trên khu vực Biển Đông mà chúng tôi vừa nói đến. Ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích ở trên, với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh, cho nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có mưa rào và có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm nay và chiều ngày mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to và rải rác có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!